Thu nhập YouTuber 3 năm qua nha. Yo. Đây thì mình sẽ bật cho mọi người xem. Đây là cái buổi livestream. YouTube này, hiện tại mình đã live được 6 tiếng rồi. Có khi hôm nay là chúng ta nói chuyện với nhau xong rồi chúng ta sẽ đi ngủ nha. Gọi anh Pew chơi đi, anh hư rồi lấy gì coi. Mic anh nhỏ quá. Ok, mọi người thấy xong chưa? Thì mình sẽ tự test rồi bản thân mình vậy. Mọi người đợi tí. Rồi. Tôi chưa ngủ không ạ? Mình chuẩn bị ngủ ngủ đi em ơi. Đã muộn rồi. Làm tí nhạc nhá. Nhạc xong rồi mình sẽ cho mọi người xem bà thống kê 3 năm qua YouTube của mình, cái chặng đường làm YouTube của mình nó có sướng sung sướng hay không. Em là có thể không cần biết và không không xem cũng được. Mình cái này mình không cấm. Thì đây mình cho anh em xem tháng này nhá. Đây, đây là cái tháng này mà mình làm clip được đây này. Đây là cái tài khoản để mình nhận tiền từ YouTube. Đây cho anh em xem luôn. Thôi tắt nhạc đi. Nói chuyện nó không ấy. Đây. Đây là tài khoản tiền của mình đang có hiện tại của YouTube 1.111 đô. Từ năm 2015 đến giờ 2 năm. 2016 chứ. 2 năm. Mình dùng tài khoản này để nhận tiền YouTube được 2 năm rồi. Chính xác đó là vào từ xem luôn này. Xem cuối có gì không. Tiền nó chẳng có nhiều đâu. Chính xác là từ đắc. Sao lại từ cuối cùng này. 116 đây. Dân là bao nhiêu, dân từ hôm nào. Đây là cái là nhận tiền mình bắt đầu nhận là làm YouTube và kiếm tiền được từ năm 2016. Dân là bao nhiêu nhỉ, mình không 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 rõ được. Dân là bao nhiêu đây, 12 này, 1 2 3 4 5 6, từ tháng 6 năm 2016. Đây cái lần mà mình được nhận được đồng tiền đầu tiên đó chính là 1 đô, 1 đô, 1 đô nha. Và mình nhận trường kỳ tiền nó là vào ngày 16. Đây có cái tháng mà đấy cứ cứ tiếp nối tháng thôi. Tháng 10 tháng tháng 7 năm 2016 mình nhận được 26 đô từ tiền YouTube. Và đến tháng tháng 8 thì mình cũng chỉ nhận được có 53 đô thôi. Đấy. Tháng tháng 9, up là tháng 9 mà mình được 92 đô. Và đây này. Và cứ thế thì mình làm cũng chỉ được tầm như này thôi. Mình có gửi chuyển tiền về tài khoản nhưng mà đều không chuyển được. Không hiểu sao. Cho nói chung là từ năm 2016 đến năm nay thì mình không nhận không thể lấy tiền về được ấy. Đấy, 2-3 năm được 20 triệu ấy, anh em nhìn nhìn chắc là anh em hiểu. Nó không nhiều đâu. Có nhiều như anh em nghĩ không? 217 đi, xem qua qua thôi. Đây là tiền tháng trước. À đâu? Tháng tháng bao nhiêu nhỉ? Ốc. Đâu, đét.
Cái đó mình không hiểu cái này là bao nhiêu đấy. Nhưng mà là tiền tháng trước mình nhận được cái tổng số đó là 138 đô. Và bây giờ mình cho anh em xem là tháng trước mình được bao tiền nhỉ. Giờ mình quên mẹ mất là cái so sánh tháng trước ở chỗ nào rồi. À, hàng tháng đây rồi. Cuối rồi. Cái này không hiểu luôn. Thì vậy cũng biết được không cho anh em xem được tháng trước này. Tháng trước này à, đây tháng trước ấy mình cái doanh thu ước tính của mình nó chỉ 496 đô, nhưng mà mình chỉ nhận được có khoảng từng này thôi này. Mình đang đây là cái tháng 11 này, mình muốn xem tháng 10 nhưng mà quên mẹ nó 90 ngày qua. Ok, à đây đây đây, tháng là như vậy. Có xem qua. Tôi nói chung là lúc ra là 3 tháng qua mình kiếm được 1.500 đô. Đấy, 3 tháng qua, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Thì đây, không biết anh em có nhìn thấy không? Đây là những cái tiền mà được mọi người tặng này. Đây, mình rút rất là nhiều về nhiều lần rồi nhưng mà nó toàn trả lại tiền thôi. Nên là mình không rút được cái tiền này. Sắp tới thì mình sẽ chuyển qua cho bạn mình, nhờ bạn mình rút. Bao nhiêu lần rồi mình không rút được tiền đây này. Nó toàn trả tiền về lại. Tiếng Anh mà bù thế. Đây, phí này thì dễ hơn. À, hôm qua mình được bác tên là Trần Gia donate với 41 đô. Thì chắc anh em thấy đây rồi. À, đây, còn đây là thanh toán ngày 16 tháng 12. Anh em xem cái thanh toán luôn. Nó không ghi chi tiết được cái này nó như nào anh em ạ. Nhưng mà cái tiền này là tiền mà mình kiếm được từ tháng 10 đấy. Tháng 10 đấy. Mình chỉ có 156 đô, không nhiều lắm đâu. Mình bị ăn chia 60-40 thôi, không nhiều lắm. Mẹ, trước mình mò cái đéo thì vẫn lại ra được kìa. Đây rồi. Đây cho anh em xem từng tháng một luôn. Tháng 1 mình được 228 đô nha. Giờ kéo cái tháng 1 đi thì đéo hiểu bao giờ đâu được. Nó cũng nhanh thôi. Cứ cái tiền YouTube này cứ một cách một tháng, tức là tháng 1 thì tháng 3 mình mới nhận được tiền. Đấy, tháng 3 mình nhận được tiền. Đây, cái số tiền tháng 1 đây, anh không biết là các bạn có nhìn rõ đây. Đây, cái số tiền mà mình nhận được đây, mà mình làm trong tháng 1 đây. Đấy, đây, thì cái này thôi anh em ạ. 228 đô, mình chỉ nhận được 138 đô thôi. Anh em nhìn cái biểu mẫu này cho anh em thấy. Đây, không phải là lúc nào tiền nó cũng như thế đâu. Chỉ có tháng này gọi là tháng gọi là cao điểm thôi. Cao điểm của mùa quảng cáo thì tiền YouTube nó mới nhiều hơn tí. Trung bình thì mình chỉ nhận được, cứ được, đây ví dụ như là mình kiếm được 300 đô này thì mình chỉ được khoảng tầm 167, nó không nhiều lắm đâu. Còn cái tháng này thì mình chịu, cũng gọi là chịu khó làm nhiều đây anh em nhìn thấy này. Mình làm rất là nhiều clip trong tháng 12 này.
thì mình mới được nhiều như này. Nhưng mà đến lúc mà kiểu khoảng 2 tháng nữa chắc mình nhận về chỉ khoảng được tầm hơn 300 thôi. 350 nhân lên được bao nhiêu tiền? 350 đô thì nhân năm chia. Nhân 22 đồng. Đấy được 7 triệu. Đây là tháng cao nhất thì được như này thôi, với tháng khác đói nghẹn đói lắm. Với bột được gần 500 đô. Tháng 10 như nãy anh em xem đấy, mình được doanh thu tính của mình được 311 đô, nhưng mà mình chỉ nhận được có 156 đô. Mình bị ăn mất một nửa, mình bị ăn mất 50% mà không có nhiều lắm đâu. Vào net khác để lên 9-10 à? Cái này mình hiểu, mình mới xin set lại lên 9-10 rồi nên làm nó có một chút trục trặc với cả bên BBTV. Năm trước mình có xin lên 9-10 rồi nhưng mà nó không duyệt hay là nó quên duyệt ý đấy, thế là mình hỏi lại là nó cho mình lên 9-1 rồi. Nhưng hiện tại thì không biết là bao giờ là mình cho set gọi là áp dụng cái 9-1 đấy cho mình. Mình đọc của bạn một cái bạn Super Hero Kid, nó không được nhiều tiền lắm đâu. Nói chung là YouTube này gần như là mình bảo với mọi người rồi, mình làm YouTube này chỉ là để mua đồ trên Steam thôi. Đấy, không anh em lại kêu tôi lại nghĩ là làm YouTube giàu lắm, không, khó lắm. Nếu mà phải thật sự đổi kênh thật sự lớn thì các bạn sẽ có nhiều tiền. Còn những kênh kiểu 300.000 sub vào mỗi tháng lại được 156 đô ấy, thà đi làm còn hơn. Làm YouTube này các bạn mất thời gian này, mất ngủ này, mất ăn này. Đấy, mình làm streamer này, mình làm đến 1-2 giờ sáng một tí, mình lại làm clip đến 6-7 giờ, 8 giờ sáng mình mới đi ngủ. Không sung sướng đâu. Vậy anh lấy tiền đâu sống? Vẫn vì có đồng nào ăn đồng đấy em ơi. Không nhiều anh. Hiện tại thì mình có khoảng 1.111 đô. Cái tiền này thì mình sẽ nhờ bạn mình quy ra. Mình sẽ chuyển cho bạn mình, nhờ bạn mình rút hộ về tài khoản ngân hàng. Rồi, cái tiền đấy mình sẽ lại tích tiền để mua máy tính, nâng cấp máy tiếp. NTN tháng 500 triệu. Cái kênh kiểu 1 triệu sắp trở lên thì nó phải khác với cái kênh mà 100, 200, 300k sắp chứ, đúng không? Kênh tiền hơn mình triệu sắp cơ mà. Một tháng thì mình kiếm được chưa đến 700 tiền kiếm. Gọi là tháng các chỉ có tháng này có cao điểm thôi mọi người nha, mình nhìn này. Đấy, nhìn cái biểu đồ này. Những cái tháng mà ít có các nhà quảng cáo đầu tư ấy thì là có là rơi vào khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 10 này đấy. Tháng 11, tháng 12 này thì thường các nhà quảng cáo đầu tư vào YouTube nhiều hơn. Thì chăm làm clip thì mình lại có thêm tiền thôi. Còn kể cả các bạn có cố gắng làm từ tháng 3 vậy cho đến tháng 10, làm bao nhiêu không có đồng nào. Lần trước mình có cho mọi người xem rồi, một cái clip mà mình có làm trong tháng nào nhỉ, tháng 6 hay nào. Nói chung là trong từ tháng 7 cho đến tháng 10 này, một cái clip 100.000 view một ngày, mình không được đổi 0.2 đô. Thế bây giờ mình có thể tìm cái clip đấy. Anh em đợi tí, anh em nhớ xem, để lại một like cho cái clip mới mình mới làm nha. Làm dạo giờ mình làm clip thì rất là tâm huyết. My video nó phải từ tháng mấy nhỉ? Cái video mà mình 100k view một ngày mà mình chỉ được có 0.2 đô ấy nhỉ, mình quên mẹ nó tầm tháng mấy rồi anh em ạ. Nhưng mà clip đột kích chắc chắn. Để mình tìm 100k view một ngày à? Để nhớ xem clip đấy, clip nào. Nó gần đây rồi.
100k view một ngày. Thì như là cái clip 3Z Gold Phoenix này, hiện tại nó được 200k nhá. Chúng ta cùng xem lại một cái 3Z Gold Phoenix này nó được bao nhiêu nhá. Mình cũng không biết là bây giờ nó làm cách nào để xem cái số tiền này nữa. Nó là rơi vào khoảng tháng 21 tháng 7 này. Chúng ta xem 21 tháng 7 nó như nào nhá. 21 tháng 7. Đây. 3Z Gold Phoenix đâu. Giờ mới kiếm đó mọi người ạ, đợi tí. Chùm vũ khí này. Rất cool Phoenix rồi. Anh em đợi tí ạ. Không có trang này rồi. Rồi, mất thời gian tí mọi người đợi tẹo. Đây rồi. Xem tổng quan nhá. Để xem mình nhận được bao nhiêu tiền từ cái clip này. Toàn thời gian mình nhận được cái clip này là đây cái ngày đầu tiên như mình cho mọi người xem đây. Nó là nhận được 0,8 đô trong một ngày. Và với ngày hôm đấy là mình được 100.000 view. Cái clip này nó chỉ được nhận được 0,8 đô. Đấy, bây giờ hiện tại tổng cái clip này nó là gần 200.000 view. Nhận chỉ được có 6 đô thôi. Bạn chắc là các bạn điều đấy. Đấy, không phải là cứ làm nhiều view và nó nhiều tiền đâu. Không có đâu. Hôm sau thì được 2 đô ạ. 200k view ạ. Đây là đây, mình bấm tổng toàn thời gian này nha. Chỉ được nhận cái clip này 200.000 view mà được 6 đô. 6,24 đô. Được bắt vở không nhỉ? May chắc thì chúng ta chỉ xoay quanh thế thôi. Tiền YouTube thì không được nhiều như anh em nghĩ đâu. Được vào tháng cao điểm như kiểu tháng 11, tháng 12 này nhiều người đổ quảng cáo vào YouTube này thì mình mới được nhiều thế thôi. Cả tiền nữa chứ như các tháng bình thường cũng không được nhiều lắm đâu. Clip 200.000 view 6 đô, 1,2 đô thì càng nghĩ càng chán. Anh em muốn xem một cái clip mà một ngày trong tháng 12 không? Mình sẽ cho mọi người xem luôn. Cái mình lấy ví dụ một cái ngày nhiều tiền nhất nhé. Đây là chỉ trong tháng này thôi nhá. Ngày mà mình nhiều tiền nhất đó chính là cái ngày được 67 đô này. Đấy thì cái gậy như ý của mình một ngày. Nhưng mà nói chung là nhìn tổng vậy, mình xem tổng đi. Nguyên một ngày 16 tháng 12. Rồi. Được 220.000 view. Nó cũng không thua kém với cái 3Z mấy. Đấy. Nhưng mà nó lại chênh lệch tiền rất là nhiều. Toàn thời gian mình kiếm được 64 đô. Đây, ngày đầu tiên mình được 7 đô, ngày thứ hai mình được 25 đô. 7 đô vậy bằng
quá mẹ cả cái clip ấy, gần 100k view cái con 3Z rồi. Là hơi 100k view đỡ 6 đô đấy, anh em không không phải là sung sướng đâu. Một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền á? Trung bình mỗi tháng gọi là về cuối năm thì còn được nhiều một chút. Chứ còn bình thường mỗi mỗi tháng chắc phải 100 cứ đều đều 150 đô. Lại còn không rút được tiền YouTube nữa chứ, nên là nó khiến mình chán làm clip YouTube đi. Thế là hiện tại thì mình vẫn đang làm này, nhưng mà bây giờ thì chỉ có cách là gửi tiền giúp bạn mình thôi, để bạn mình cho bạn mình lại rút tiền ở ngân hàng rồi về đưa cho mình. Đấy, chỉ có bây giờ chỉ mỗi cách đó thôi. Ừ đúng rồi, bây giờ cực click quảng cáo ấy, đây này, ví dụ này nha, mọi người muốn ủng hộ một ai đó ấy, các bạn có hai phần quảng cáo. Như là xem web thì nó không hiện đâu. Xem điện thoại thì chắc là nó có hiện quảng cáo nhiều hơn đấy. Xem này hiện quảng cáo không? Đéo hiện quảng cáo này. Bật một cái tab mới. Chắc nó mới quay trở lại mình Pino, và hôm nay mình sẽ review nói là review. Này, mình hôm nay mình sẽ bắn hai cái vũ khí đó chính là. Mình đéo thấy nó hiện quảng cáo luôn này. What the fuck? Chắc mọi người thì mới nhìn thấy thôi, mình IP của mình ấy, nó không nhìn thấy quảng cáo. Các bạn click vào cái quảng cáo hiện đây thì nó mới có thôi. Để mình bật trang sát khác thử xem. Quay trở lại mình Pino, và hôm nay mình sẽ rồi mình bật trang khác, nó đéo có luôn ạ, vãi cả cức ạ. Này đấy cơ, anh em nào muốn đây này đây này khi mình vừa bật một trang khác ấy, đây là trang cốc, trang cốc khi mình bật này nó được cái quảng cáo này thì là mình cũng được tiền rồi. Mọi người xem hết thì mình được trọn vẹn tiền hơn đấy. Đây mình cứ bấm quay trở lại mình Pino, và hôm nay mình bấm lên đoạn này nữa đi. Đây là đây, thêm một cái quảng cáo nữa đây, là đó chính là cái quảng cáo này. Các bạn click vào cái bên này này, không cần phải đợi đến cái vàng này thì mình cũng có tiền rồi. Đấy, ví dụ đấy, các bạn click sang bên này đấy, click vào chữ quảng cáo hoặc là cái quảng cáo bên cạnh ấy là mình cũng có tiền rồi. Để khoảng tầm 5 giây thôi là mình có tiền đấy. Thay vì các bạn nào mà không gọi là không kiếm được nhiều tiền ấy, nhưng mà có tài năng ấy, thì các bạn kêu gọi fan mà hay xem các bạn ấy, hay ủng hộ các bạn ấy, click quảng cáo cho các bạn ấy, các bạn sẽ được tiền. Rồi mình đang đợi nó chạy qua cái vàng để xem nó hiện quảng cáo không. Sao nãy giờ mình đéo thấy nó hiện ạ? Cứ nói chung kiểu gì nó hiện ở trên màn hình này. Điện thoại thì chắc không hiện đâu. Điện thoại thì nó có hiện cái quảng cáo này nhá, ở dưới cái phần điện thoại ấy. Click vào đấy là mình cũng có tiền đấy. Anh em có một cái câu hỏi gì thắc mắc không? Mình có cứ hỏi mình nhá. Mình sẽ trả lời cho mọi người.